Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì Quân Bi muốn cùng giới thiệu với quý vị và các bạn một trong những sản phẩm cực kỳ là đắc lực cho tất cả các makeup artist chúng ta. Bình thường thì quý vị và các bạn nghĩ sao về một chiếc cốp chỉ đựng được đồ trang điểm, còn ngày hôm nay thì Quân Bi muốn giới thiệu cùng quý vị và các bạn một trong những chiếc cốp rất là đặc biệt khi mà nó có thể vừa đựng được đồ trang điểm này, lại đựng được cả đồ làm tóc. Và cái điều đặc biệt hơn nữa, đấy là trong chiếc cốp thần kỳ này thì quý vị và các bạn chúng ta có thể để luôn ngay máy làm tóc khi mà nó còn đang nóng mà không cần phải đợi đến khi hạ nhiệt. Hãy cùng với Quân Bi khám phá người bạn tuyệt vời này nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khám phá từng ngăn chứa của chiếc cốp này nhé. Đầu tiên thì Quân Bi muốn giới thiệu với các bạn một trong những cái ngăn mà chắc chắn là các makeup artist chúng ta đã rất là quen thuộc rồi. Đấy là ngăn chứa đồ makeup. Ở đây thì nó cũng sẽ giống như bao nhiêu chiếc cốp khác ở trên thị trường thôi, nhưng mà cái chất lượng mút và các ngăn chứa sẽ được chia một cách thông minh và hợp lý hơn. Ở đây thì quý vị và các bạn có thể nhìn thấy rằng là chúng ta có thể chia ra theo đúng sở thích của chúng ta. Ví dụ như ở đây, Quân có thể dễ dàng tháo cái thanh xốp này và điều chỉnh nó ở trên các cái khe cắm này. Phần còn lại thì chúng ta có thể đựng là cọ này và tất cả những cái đồ vật dụng đơn giản, ví dụ như mi giả này, giặt cọ khô hoặc là kéo nhíp ở trong những cái ngăn chứa trong suốt như thế này. Rất là dễ dàng và thuận tiện đúng không ạ? Ngoài ra thì các cái đai an toàn cũng được bổ sung thêm trong cốp đồ của Swanee. Đây chính là một trong những điểm cộng cực kỳ là khác biệt. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ khám phá về cái ngăn chứa đặc biệt nhất của chiếc cốp này. Đấy là chúng ta có thể đựng được đồ làm tóc. Nhưng quý vị và các bạn biết không, ngăn chứa đựng đồ làm tóc chúng ta có một lớp tráng cách nhiệt cực kỳ là hiệu quả. Đây chính là một trong những điểm cộng rất là đặc biệt của chiếc cốp Swanee này. Khi mà chúng ta không cần phải đợi cho tới khi máy làm tóc hay máy uốn của chúng ta hạ nhiệt, mà chúng ta có thể ngay lập tức bỏ vào trong này. Với từng ô được chia nhỏ như thế này thì chắc chắn rồi, chúng ta có thể để ngay lập tức vào đây. Và chúng ta không cần phải chờ cho thời gian của máy hạ nhiệt, tiết kiệm thời gian hơn rất là nhiều và cực kỳ thuận tiện đúng không nào? Wow, các bạn có thể nhìn thấy ở đây Quân đựng được rất là nhiều, đầy đủ tất cả các loại đồ làm tóc cần thiết. Đó, chúng ta có đến tận 4 chiếc máy làm tóc này, máy sấy, máy là, máy dập, cực kỳ là nhiều các loại lược bản to, gôm cũng như là cặp tăm, cực kỳ là đầy đủ. Ở bên ngăn đựng mỹ phẩm thì Quân Bi đã bày sẵn ở đây là hàng chục cây cọ này, rất là nhiều kéo, nhíp, kẹp mi vân vân. Và ở đây thì Quân cũng đã để sẵn một số mỹ phẩm để minh họa. Thì các bạn có thể đặt thêm rất là dễ dàng vào những cái phần ô trống như thế này. Chúng ta có rất là nhiều các cái không gian để chúng ta có thể cất đựng mỹ phẩm của mình rất là gọn gàng và an toàn.